tay trong tay ra sân, cùng về qua bóng lan nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo vững bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tình. Alo. Và xin được mến chào quý khán giả, những người mẫu đề mẫu túc cầu của hệ sinh thái truyền thông thể thao God Air Play. Trước mắt của chúng ta là sân cỏ nhân tạo cho sport quê hương dòng Trâm, tỉnh Bến Tre, đồng khởi xứ Dừa. Với hai đối thủ góp mặt ở trong trận đấu này, đó là CB Sport sẽ thi đấu trong trang phục áo hồng quần đen và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Đối thủ của CB sẽ là Cồn Lên FC. Các chiến súc sẽ thi đấu trang phục áo xanh quần xanh và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Trọng tài chính thầy Minh Tài đã cho hiệp đấu thứ nhất được bắt đầu các bạn. Nỗ lực của Trọng Rebona, người mà đội trưởng của đoàn quân áo xanh Cồn Linh ở trong trận đấu này, bắt bóng khá nguy hiểm. Và ngay từ những giây đầu tiên thì các chân sút phía áo hồng CB đã có được bàn thắng mở tỷ số rất sớm các bạn. Bóng lại về chân của các cầu thủ đến từ CB. Bàn thắng này sẽ giúp cho trận đấu của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều các bạn. Không khí tại sân cho sport của chiều ngày hôm nay cực kỳ lý tưởng. Một thời tiết mát mẻ cho các bạn trẻ. Xin chào bạn Phúc. Trận đấu của chúng ta đang được ghi hình trực tiếp và phát trên nền tảng truyền thông Facebook God Air Play. Bóng đi ra ngoài. Trước trận đấu này thì ekip truyền thông God Air Play của chúng em cũng thường xuyên góp mặt tại sân cho sport với những trận đấu có sự góp mặt của thành phố Cái Mít cùng với tiệm internet Quốc Trung và các trận đấu có sự góp mặt của Cồn Linh đó các bạn. Ngoài ra thì có những giải đấu tranh John Cup do bạn Trọng Phúc tổ chức. Trọng Rabona. Dòng Trâm đang trên đà phát triển, đặc biệt là về mảng thể dục thể thao. Bóng đá thì dòng Trâm có đội hình trẻ dòng Trâm các bạn, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu Summer Festival, Chamber League Championship do bóng đá hấp đường Bến Tre tổ chức. Tiến phát. CB vẫn đang là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tiến Phát là người mang bàn đội trưởng của CB ở trong trận đấu này. Rất quyết liệt, Trọng Rabona.
cùng lên với những con người số 10, đội trưởng Trọng Ra Bô Na Bùi Lê Trọng, số 11 Tấn Khang, số 27 Quốc Bảo, thủ thành số 1 Quốc Linh, số 8 Quốc Hòa cùng với số 7 là Minh Hậu. Ở CB Sport mang đến trận đấu với những con người số 27 đội trưởng Tiến Phát, bóng đã đi ra ngoài. Số 7 Nguyễn Khôi, số 10 Minh Khang, thủ thành số 1 Quốc Chi cùng với số 30 là Minh Chí. Vẫn còn tại con Tiến Phát, Thanh Bình, Minh Chí, cú đá hơi mạnh, người vừa tung ra cú đá đó là Thanh Bình. Với việc cự ly đội hình của CB đang được giữ rất là tốt, các chân sút của Còn Linh chỉ có thể tiếp cận khung thành, cầu môn khung thành phía đối phương với những tình huống dứt điểm từ xa. Vừa rồi là một cú đá ở cự ly giữa sân các bạn. Trọng Ra Bô Na, cơ hội dành cho đội áo xanh. Trọng Ra Bô Na có thực hiện được gì được một đồng hay không? Không được các bạn. Người can thiệp ở trong tình huống vừa rồi đó là đội trưởng Tiến Phát. Tiến Phát theo rất là sát sao chân sút chủ chốt của Cộng Linh, đó là Trọng Ra Bô Na. Tiến Phát. Xin cảm ơn Minh Duy. Đây là sân Cho Sport, xã Thạnh Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sẽ bóng của dì Sáu Kem nha bạn. Các bạn có thể tương tác với trang Facebook cá nhân của dì với tên Nguyễn Thị Kem không ạ? Dì Sáu là một trong những người chủ sân rất là thân thiện của quê hương xứ Dừa nha bạn. Dì Sáu luôn tạo điều kiện thuận lợi cho ekip của chúng em mỗi lần có cơ hội tác nghiệp tại sân. Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến dì Sáu Kem rất là nhiều. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Đường chuyền khá hay. Đường chuyền là dành cho người đồng đội mặc áo số 7 Nguyễn Khôi. Tuy nhiên thì thủ thành Quốc Linh đã rất chủ động. Quốc Linh đã quyết đoán bằng ra. Trọng Ra Bô Na. Đường chuyền hay của Trọng Ra Bô Na. Đường chuyền lại bị Tiến Phát đọc được rồi các bạn ơi. Phản công 3-1. Tuy nhiên thì đường chuyền tiếp theo là hơi mạnh so với đà di chuyển của Tiến Phát. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được hơn 6 phút rồi các bạn. Tỷ số đang là 1-0. Nghiêng về CB Sport. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê vòng đấu tháng 10 năm 2023 diễn ra tại quê hương thành Phú Đông, huyện Rồng Trôm. Cú đá hơi thiếu chính xác, dường như đó là một đường chuyền các bạn ơi. Không chỉ phát trực tiếp trên nền tảng Facebook còn FBLAY mà trận đấu chúng ta cũng phát trên Facebook và bóng đá được Bến Tre luôn nha các bạn. Xin cảm ơn Huỳnh Thanh Danh, xin cảm ơn Phúc Châu. Thanh Danh đã có lời cổ vũ dành cho số 4. Đó là tài con Tiến Phát. Các dân súc của chúng ta có thể được xem là tương lai của quê hương Rồng Trôm và cả Bến Tre luôn nha các bạn. Các cầu thủ ở lứa tuổi học sinh. Đây là sân chơi vào dịp cuối ngày sau thời gian học tập mệt nhọc và áp lực, thì chúng ta có được một sân chơi để thỏa mãn niềm đam mê. Xin cảm ơn, xin chào idol của Rồng Trôm, đó là anh Võ Hữu Nhân các bạn ơi. Trọng Ra Bô Na, trong mỗi trận đấu của những người đàn em tại quê hương Rồng Trôm thì anh Hữu Nhân luôn sắp xếp thời gian công việc của mình để theo dõi cổ vũ các bạn. Anh Hữu Nhân trùm áo của thành phố Cái Bến FC. Các bạn có thể xem lại các trận đấu của thành phố Cái Bến trên nền tảng YouTube Gold Media. Trận đấu cùng với Internet Quốc Trung cũng diễn ra tại sân Cho Sport. Đường chuyền dài khá chính xác của Trọng, còn phải đó là đường chuyền đến từ Minh Khang. Anh làm mấy giờ hả? Không vào các bạn. Vậy là chúng ta cũng hiếm có cơ hội được gặp anh Võ Hữu Nhân trong thời gian sắp tới. Thời gian sắp tới anh sẽ trở lại với quê hương xứ sở mặt trời các bạn để tiếp tục học tập và lao động. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Cơ hội Tiến Phát.
Đã có bàn thắng rồi các bạn ơi. Ok anh. À, có đây anh có thấy trên Facebook. À ok anh. Nếu mà có tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 dành cho CB. Thời gian tới là gì? Sáu sắp bị cạnh tranh đó các bạn ơi. Bình Luận Viên đã nhận thấy thông tin là có thêm sân mới khai trương nữa nha các bạn. Tuy nhiên thì việc kinh doanh là giống thương trường, giống như là một chiến trường vậy đó các bạn ơi. Xin cảm ơn anh Võ Hữu Nhân đã cung cấp thông tin cho Bình Luận Viên. Thành viên quan trọng và người bạn thân của anh Philip Lam các bạn, của quyền dọc trâm, còn có nhiều hơn thêm nữa những người anh giống như là anh Hữu Nhân để cho nền bóng đá của quê nhà không chỉ dọc trâm mà Bến Tre chúng ta sẽ có thể sánh vai cùng với các tỉnh lân cận và trong khu vực. Không vào các bạn. Sức ép vẫn được các chân sút đến từ CB tạo ra liên tiếp kể từ đầu trận cho tới bây giờ. Xin cảm ơn Quốc Hân đến từ vật liệu xây dựng Hưng Thịnh các bạn. Quốc Hân đã có lời nhắn đến Tiến Bứng Kiển. Xin cảm ơn Quốc Hân. Ở bên ngoài sân thì chủ sân Dì Sáu Kem cũng đang trao đổi với khách hàng các bạn. Những khách hàng ủng hộ cho Dì Sáu bởi tính tình thân thiện của dì các bạn, đó là cởi mở. Dì Sáu cũng đã trải qua một thời gian 11 năm ở quê hương sông Đốc Cà Mau nha các bạn, chứ không phải dân tầm thường đâu nha, dân chơi thứ thiệt nha các bạn. Quốc Duy đã cản pháo an toàn chỉ qua một góc. Quốc Duy cũng có khả năng thi đấu ở vị trí cầu thủ các bạn. Tuy nhiên thì những người đồng đội lại công nhận vị trí gác đền của Quốc Duy là xuất sắc hơn. Mình khen. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được hơn 10 phút. Cách biệt đang là 2 bàn nghiêng về CB Sport. Tiếng phát đang giúp cho đội nhà có được thế trận lấn lướt hơn. Mặc dù bên kia chiến tuyến là Trọng Ra Bona cũng thi đấu miệt mài lắm nha các bạn. Tuy nhiên thì Quốc Duy đã giữ sạch được màn lưới. Cú đá tiếp theo là hai mạnh Minh Chí. Xin lỗi, không phải Minh Chí mà là Đăng Khoa. Trọng Ra Bona. Thể lực của các chân sút của dòng trơm rất là tốt các bạn. Thi đấu ở sân 5 nhưng mà mỗi hiệp đấu là khoảng trên dưới 40 phút mỗi hiệp. Ở những trận đấu trước. Tiến phát. Vì vậy những đội bóng của chúng ta phải có hơn 2 tổ đấu mới có thể đảm bảo được nhịp độ nhanh, xuyên suốt. Không vào. Cú đá vừa rồi đã khẽ chạm vào sàn ngang khung thành của thủ môn Quốc Linh. Vâng, và đã có bàn thắng tiếp theo các bạn ơi. Quốc Linh đã hơi bị khuất tầm nhìn. Chiếc cú đá bằng chân phải đến từ chân sút áo số 10 Minh Khang. Quốc Duy cũng đã ăn mừng với người đồng đội Minh Khang của mình. Ba không mà các bạn ơi. Minh Hậu. Tuy nhiên thì việc thắng thua ở trong trận đấu này cũng không thật sự quá quan trọng các bạn. Đây là một trận thi đấu mang tính chất giao hữu
rèn luyện sức khỏe cũng như là giao lưu học hỏi nhiều hơn, giúp cho dòng trom sẽ tuyển chọn ra được những gương mặt nổi bật nhất chuẩn bị tham gia vào các giải đấu bóng đá thuộc hệ thống bóng đá Đường Bến Tre tổ chức. Quốc Bảo, cú đá từ xa các bạn. Xin cảm ơn anh Hữu Nhân. Qua phần góc tiếp theo, Quốc Bảo còn có biệt danh là heo sữa nha các bạn. Song song với trận đấu của chúng ta ở sân số 2 sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn của quý cô ở khu vực trường trung học cơ sở Tân Lai Thạnh nha các bạn. Và thành phố Đông nữa, để chuẩn bị cho giải bóng đá ngành giáo dục sắp tới các bạn. Giải bóng đá do công đoàn tổ chức vào ngày 14 tháng 10 sắp tới. Các bạn nhớ đón xem để cổ vũ cho các cầu thủ nữ, các cô của chúng ta. Bóng đá nữ bây giờ là bước chân tới World Cup rồi nha mấy bạn. Còn bóng đá nam thì Bình Tân Viên cũng chưa biết tới khi nào. Có thể là Trọng Rabona sẽ là thế hệ tiếp theo. Khá trong trải, cú đá hơi thiếu chính xác, vừa rồi là của Nguyễn Khôi. Các bạn cần phải tỉnh táo và chắc chiều những cơ hội dành cho mình. Đây là một trận giao hữu thôi các bạn, để chuẩn bị cho các giải đấu đầy áp lực nha các bạn. Khi thi đấu cho sân khách, chúng ta sẽ không có nhiều sự cổ vũ đến từ các cổ động viên của đội nhà, mà phải gặp các cổ động viên của đối thủ. Chúng ta hãy vượt qua được thử thách hay không. Chiến thắng bản thân luôn là chiến thắng quan trọng nhất nha các bạn. Phản công nhanh, rất nhanh. Tuy nhiên thì pha đẩy bóng cuối cùng đã hơi dài. Tiến phát. Qua một góc tiếp theo. Đăng Khoa. Minh Hậu là người lùi về. Minh Hậu, thời gian trước Minh Hậu rất là thần tượng người đàn anh tình ve chai các bạn Minh Hậu. Minh Hậu cũng có lối thi đấu khá giống với Minh Hậu. Đăng Khoa. Minh Hậu với Di Quang là những tiềm năng của quê hương Dòng Trôm nha các bạn. Cùng với Hoàng An đó. Vâng, và đã có bàn thắng tiếp theo. Và đây sẽ là thế hệ nối tiếp bước chân của Hoài An hay là thông lai của Ma Than các bạn. Không ai khác, đó là cầu thủ mang áo số 27 Tiến Phát. Tỷ số sẽ được nâng lên 4-0. Còn lên, cố lên đi mấy bạn ơi. Mấy bạn dù gì chúng ta cũng phải có được một bàn thắng để thắp lên tia hy vọng chứ bạn. Hôm nay thì hình như là Cồn Linh cũng thiếu vắng đi một vài gương mặt quan trọng, những người đồng đội của Trọng Rabona. Trọng Rabona gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ Lê Trọng sẽ lùi về thi đấu ở vị trí sở trường phi sô nhằm bảo vệ khu vực vòng cấm địa các bạn. Bóng đá chúng ta phải có một lực lượng phòng ngự tốt. Nếu như mà ghi bàn nhiều mà để thủng lưới nhiều cũng vậy thôi các bạn ơi. Không vào. Lần này Quốc Linh đã chiến thắng. Quốc Bảo các bạn, người bạn thân của Quốc Di. Quốc Bảo đã và lùi về bắt thay cho Quốc Linh. Trọng Rabona ghi bàn đây Trọng ơi. Trọng lên thực hiện đường truyền cho Minh Hậu thì cơ hội ăn bàn mới cao được mấy bạn. Tình huống vừa rồi là Trọng Rabona đã di chuyển về phía góc hơi hẹp, vị trí đã cuối phần sân. Quốc Di không hề khó khăn để có thể băng ra khép góc an toàn. Trận đấu mà các bạn đang theo dõi là hiệp thi đấu thứ nhất trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê vòng đấu tháng 10 năm 2023.
trận đấu được diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Cho Sport của dì Sáu Kem tại xã Thành Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trận đấu được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút các bạn, ngày 5 tháng 10 năm 2023 và được phát trực tiếp trên hai nền tảng Facebook Gold Play cùng với bóng đá Học Đường Bến Tre. Vẫn còn, cũng phải thông cảm cho các cô đến từ trường, các trường, những trường trung học cơ sở khu vực gần sân Cho Sport như là Thành Phú Đông hay là Tân Lợi Thạnh các bạn. Quý cô cũng phải sắp xếp thời gian gia đình sau khi đến giờ thi đấu các bạn, bên hậu để chuẩn bị cho giải đấu được công đoàn tổ chức sắp tới, giải bóng đá nữ. Còn trận đấu của chúng ta đang theo dõi tại diễn ra tại sân số 1 Minh Hậu giữa cầu Linh FC cùng với CB Sport. Không vào, Quốc Di lại từ chối đi bàn thắng của cầu Linh. Phản công, Tiến Phát. Tiến Phát hôm nay đã quá hay các bạn. Tuy nhiên hậu vệ của cầu Linh đã buộc phải phạm lỗi cùng với Tiến Phát. Vào chủ nhật tuần rồi thì đại diện của dòng trôm đó là Hưng Thịnh cũng có một trận đấu giao hữu với Number 4 các bạn. Tuy nhiên thì ekip của chúng em đã không có cơ hội đồng hành. Ngày hôm đó thì chúng em đã có giải do hệ thống nhà khoa tập đoàn nhà khoa Sài Gòn Tập Đức các bạn. Tiến Phát. Tiến Phát từ hai đường chuyền, đường chuyền hay của Tiến Phát. Wow! Một trận đấu với phong độ cực kỳ chói sáng của đội trưởng Tiến Phát các bạn ơi. Có lẽ là sau trận đấu này Tiến Phát sẽ có nhiều clip hơn với những bàn thắng vừa rồi của mình được đăng trên trang Top Top. Tỷ số đã là 5-0. Nghiêng về CB. Quả phạt góc tiếp theo. Vẫn còn. Trọng Rabona. Trọng Rabona nên chịu khó phối hợp tí đi Trọng. Những tình huống đi bóng của bạn Trọng đã bị đối thủ bắt bài nhiều. Các chân sút của CB cũng đã quen với lối thi đấu và cách di chuyển. Đến từ cộng lên. Xong chưa? Vâng, vậy là cuối cùng thì CB lại tiếp tục mang về bàn thắng thứ sáu các bạn. Người ghi bàn thắng ở trong tình huống vừa rồi đó là chân sút mang áo số 10 Minh Khang. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được 50% thời gian, cách biệt đang là 6 bàn rồi các bạn. Liệu rằng Cồn Linh với những cái tên như là Bùi Lê Trọng, Tấn Khang, Quốc Hòa, Minh Hậu, Thanh Bình, Minh Chí, Minh Nhật và Thủ Thành, Quốc Linh có thể làm được điều gì hay không trong thời gian còn lại của trận đấu. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian nữa sau của hiệp 1 và cả hiệp 2 đang chờ đợi các bạn. Cộng Linh phải thật sự tỉnh táo. Quả đá biên. Xin cảm ơn Triệu Trọng Phúc, Hà Anh Kiệt, Nguyễn Tấn Vĩ, Hoài An. Vẫn còn. Xin cảm ơn Trần Chí Tâm, Tiết Thạnh, Lê Nguyễn Trọng Phúc. Hôm nay chỉ có idol Võ Hữu Nhân là có mặt trực tiếp tại sân thôi nha các bạn. Những fan cứng của
đơn vị truyền thông chúng em của quê hương Sầm Trôm. Anh Hữu Văn cùng với chị Tiết Thạnh luôn đồng hành với các trận đấu có sự góp mặt của đại diện đến từ huyện Sầm Trôm nhé các bạn. Lê Bin, tổ đấu số 2 của CB đã được tung vào sân thay cho Tiến Phát cùng với Minh Khang. Cú đá tiếp theo đến từ Lê Bin. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Triển. Hồi nãy Bình Lân Viên đi ngang chợ thấy anh Phục nữa mà quên nhắc anh Phục xuống cổ vũ mấy bạn ơi. Quả phạt góc tiếp theo, Trọng Rabona. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Triển. Chị Tiết Thạnh đã có lời nhắc là Cồn Linh yếu màu quá, bị kỵ màu hay sao đó chị Tiết Thạnh đây. Trọng Rabona, bóng đã chạm tay của hậu vệ phía áo hồng các bạn. Thầy Minh Tài cũng muốn hỗ trợ cho Cồn Linh lắm mấy bạn ơi, để giúp cho thế trận cân bằng hơn. Một trận đấu khi mà quá nghiêng về đội bóng sẽ khiến cho sự hấp dẫn bị giảm đi rất là nhiều các bạn. Đây sẽ là cơ hội rút ngắn tỷ số cho Cồn Linh. Cồn Linh bây giờ mà không mang về bàn thắng thì thầy Tài cũng không còn phép để cứu nữa các bạn. Liệu rằng Quốc Duy có hợp tác với thầy Minh Tài hay không? Vâng, vậy là có bàn thắng rồi các bạn ơi. Cồn Linh sẽ rút ngắn tỷ số. Tuấn Khang là người ghi bàn. Bàn thắng vừa rồi của bạn Tuấn Khang có giá trị tinh thần rất là nhiều các bạn. Cách biệt đang là 5 bàn lận các bạn. Vẫn còn. Nhưng mà không có gì quá căng thẳng nha. Cồn Linh đây là một trận thi đấu giao hữu. Cả hai bóng đều đã đưa ra tiêu chí không quan trọng việc thắng thua trước khi bước vào trận đấu này, nên hầu như là các cầu thủ đều thi đấu đẹp, fair play, không hề có những tình huống phạm lỗi hay là tranh chấp nguy hiểm nào kể từ đầu trận cho tới bây giờ các bạn. Cồn Linh đâu phải là không có cơ hội, tuy nhiên thủ thành Quốc Duy bắt chắc chắn. Quốc Duy chỉ chịu chấp nhận thất bại trên chấm penalty thôi nhé bạn, còn lại hầu như các cơ hội của Bùi Lê Trọng. Vâng, mới khen Quốc Duy thì bây giờ đã có bàn thắng tiếp theo dành cho Minh Chí đây các bạn ơi. Chân sút màn ngầu số 14 lại lập công. Có bàn thắng thứ hai cho Cồn Linh. Cách biệt sẽ được rút ngắn còn 4-3. Tỷ số đang là 2-6 các bạn. Quốc Duy cũng đã được cho ra nghỉ. Không biết là cầu thủ nào là người vào thay. Đó là Tài Con các bạn. Tài Con đàn em của anh Tài Nhất. Wow! Minh Khang lại tiếp tục lập công. Xin lỗi, đó là Minh Chí các bạn. Minh Chí đã tiếp tục lập công cho đội trưởng Tiến Phát. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 7-2. Cồn Linh vừa tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau chấm penalty và sau đó ít phút lập tức đã có được bàn thắng thứ hai. Tài con đang thi đấu giống như là một cầu thủ các bạn. Tài con đã dứt điểm, chưa thể vượt qua được thủ thành Quốc Bảo. Xin cảm ơn chị Tiết Thạnh. Chị Tiết Thạnh đã có lời cổ vũ dành cho Minh Chí cùng với Bảo heo sữa. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Triển. Văn Triển thì có lời chê là Bảo chụp giả quá Bảo ơi.
khán giả có quay hơn vòng trăm mà không những cổ vũ mà đôi khi còn gây mất tập trung cho những người bạn của mình nữa bạn. Rất là thú vị. Làm gì đây? Quốc Khánh. Bóng đi rồi, cuối sân, Đăng Khoa. Xin cảm ơn anh Hoàng Công đến từ dịch vụ du lịch Hoàng Công của Ba Tri cùng với Lê Nguyễn Trọng Phúc đã chia sẻ cho livestream trận đấu của chúng ta các bạn. Ở trên nền tảng gọi Apple. Xin cảm ơn Thiên Phú. Hồi nãy giờ khán giả bình luận trên hai nền tảng rất là nhiều nha bạn. Cổ vũ cho các cầu thủ trẻ của Dòng Trơm. Dòng Trơm được sự được tình cảm mến mộ của khán giả gần xa sau những giải đấu bóng đá học đường Bến Tre vừa rồi các bạn. Như là BTS Champions League, BTS Summer Festival, BTS Championship cùng với U4 tranh cúp sữa Bà Ma. Chưa thể dứt điểm, Quốc Bảo. Người vừa lùi về kịp thời đó là Quốc Hòa, chỉ số mã số 8. Xin cảm ơn Ancotino, xin cảm ơn Nguyễn Khôi. Nguyễn Khôi đã mong muốn rằng Bùi Lê Trọng ghi bàn đi. Hôm nay là Lê Trọng không có cổ động viên đặc biệt của mình các bạn. Vâng, dì Sáu các em đã có lời cổ vũ cho Nguyễn Khôi. Vâng, Nguyễn Khôi ở bên CB nhưng mà lại có vũ cho Trọng Rabona bên cộng lên kia bạn các bạn. Nguyễn Khôi muốn tròn Trọng Rabona. Vâng, vậy là đội bóng của Nguyễn Khôi lại tiếp tục có được bàn thắng. Thế trận có vò hoàn nghiêng hẳn về phía CB Sport các bạn. Đặc biệt là khu vực dưới sân, các chân sút áo hồng đã hoàn toàn kiểm soát kể từ đầu trận cho tới bây giờ. Bàn thắng này sẽ nằm số là 8-2. Trận đấu tại sân số 2 của quý cô ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Và idol top top của Dòng Trăm, Trọng Rabona sẽ là người ghi bàn. Bàn thắng sẽ rút ngắn tỷ số còn 3-8 các bạn. Bạn Bùi Lê Trọng, gia đình không có gì ngoài điều kiện hết đó bạn ơi. Bảo ăn. Quốc Bảo, lại là Lê Trọng. Hoài An có từ nhau đã có lời nhắn Triệu Trọng Phúc, còn ác chu bài ghi bàn rồi kìa. Quốc Bảo. Không vào. Chị Tiết Thành đã cho rằng còn Linh hết hơi rồi. Xin cảm ơn Chí Tâm. Trần Chí Tâm đã có lời nhắn tài con lên đá năm luôn. CB cũng không cần phải chuyển sang bao lay nữa bạn. CB đang gác đối thủ tới 5 bàn lận. Bao lay chỉ dành cho những đội bóng mà bị thất thế vào những thời gian cuối của các hiệp đấu. Quốc Bảo sẽ cản phá chỉ qua một góc tiếp theo. Bóng đã trúng vào và Minh Chí nữa rồi các bạn ơi. Minh Chí đã tỏa sáng sau một tình huống phối hợp đá phạt góc rất chính xác. Đây đã là bàn thắng thứ 9 thuộc về các cầu thủ của CB. Thank you.
Minh Hảo. Xin cảm ơn Thiên Phú, Trần Chí Tâm. Vẫn còn lại thế. Người vừa có pha đi bóng là Bảo Heo Sữa. Tình huống dứt điểm từ xa, Tài Con. Bảo An. Các bạn có thể lên trang cá nhân của dì Sáu để thưởng thức chương trình văn nghệ nha các bạn. Cái trang cá nhân Facebook của dì Sáu chủ sân cho sót là Nguyễn Thị Kem. Mấy bạn nhớ là tương tác nha. Minh Hậu. Dì Sáu hát bộ logo hơi bị hay nha các bạn. Ơi. Quốc Duy thủ thành xuất sắc của CB đã có lời cổ vũ dành cho Bảo An. Quốc Duy cũng không thật sự hài lòng khi mà những người đồng đội lại bố trí cho cầu thủ này lại bắt thủ môn các bạn. Cú đá đến từ chân sút mang áo số 17 phía Còn Linh. Không được. Đường chuyền cuối cùng là của Bảo An. Hiệp đấu đầu tiên cũng đã trôi về những phút cuối các bạn. Tỷ số của trận đấu đã là 9-3 nghiêng về CB Sport. Bây giờ chỉ có thể bà tung bạn Trọng Phúc vô mới có thể thay đổi được thế trận thôi các bạn. Vẫn còn. Không biết là Trọng Phúc vẫn đang đồng hành cùng với người đặc biệt Thúy Hằng hay không. Tài Con. Quốc Bảo. Các bạn nhớ like lại cái fanpage mới Gone Fly của chúng ta nha. Song song với fanpage bóng đá phụ học đường Bến Tre. Đâu được Bến Tre. Vâng, mình đã có bàn thắng nữa rồi các bạn ơi. Người vừa ghi bàn đó là Bảo An. Bảo An vừa ghi bàn thắng thứ 10. Tấn Khen. Bảo An đã được cho ra nghỉ. Vẫn còn. Pha bằng ra chính xác của Tài Con. Tài Con. Tài Con bắt cũng hay không kém gì so với Quốc Duy nha các bạn. Hai thủ môn phía CB Sport. Cú đá tiếng phát lần này đang vào máu ngoài rồi. Hôm nay tiếng phát đã làm chủ được thế trận cho CB Sport trước các chân sút đến từ Còn Linh. Nhưng mà Còn Linh chắc chắn là sẽ còn cơ hội trong hiệp 2. Không những hiệp 2 mà sẽ còn tái đấu trở lại các bạn. Đấu chừng nào mình thắng thì thôi. Đó mới là tinh thần thượng võ. Tiến phát. Tiến phát đi bóng như là chỗ không người các bạn. Vâng, mình đã có bàn thắng tiếp theo. Thật sự là không có một cầu thủ nào có thể đeo bám được Tiến phát. Bàn thắng thứ 11 rồi các bạn. Thank you.
Xin cảm ơn Trọng Phúc đã chia sẻ. Do cái fanpage mới của chúng ta có vẫn chưa có nhiều lượt theo dõi nên các bạn nhớ chịu khó chia sẻ và tương tác để giúp cho khán giả cũng như là người hâm mộ gần xa có thể theo dõi lại cái fanpage của chúng ta. Có thể là người đặc biệt của Thúy Hằng, bạn Trọng Phúc sẽ được tung vào sân trong thời gian còn lại các bạn. Xin cảm ơn Phạm Lê Thanh Hiếu, Hiếu Nhỏ. Tình huống diễn ra nhanh quá các bạn, không biết là có bàn thắng hay không. Thì bóng đã đi chệch sau cú đá của Trọng Rabona. Các cầu thủ của CB hãy cùng Linh nhớ cổ vũ cho cô chủ nhiệm cũ của mình nha các bạn. Ở bên sân số 2 chắc chắn là có cô chủ nhiệm cũ các bạn ơi. Tiến phát Trọng Phúc cũng khó để có thể góp mặt ở trong trận đấu này khi không mang theo đôi giày của mình các bạn. Cái size dài của Trọng Phúc cũng hơi khó kiếm. Quốc Duy, Quốc Duy bây giờ đã được thi đấu ở vị trí cầu thủ, không vào. Mong rằng Quốc Duy sẽ ghi bàn thắng trong thời gian còn lại. Thủ thành trẻ của dòng trơm có khả năng bắt gòn tốt và vị trí cầu thủ cũng không hề kém cạnh tí nào. Tiến phát, tiến phát rất dẻo các bạn. Tiến phát thi đấu giống như là có skill 5 sao nha các bạn. Rê rắc bóng mà cực kỳ khó chịu và lắc léo. Bùi Lê Trọng khiến cho hậu vệ của Công Linh vô cùng vất vả. Xin cảm ơn Di Sáu không vào đã hỗ trợ cho trận đấu của chúng ta các bạn. Không những ở trận đấu này giữa của Công Linh và CB mà ở những trận đấu trước, Di Sáu luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ekip của chúng em. Xin cảm ơn Minh Chí. Minh Chí đã có lời cổ vũ cho tài con. Xin cảm ơn Công Hậu. Vâng, này là hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Trong tay ra sân cùng vời qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ.
tay trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. 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 Việt Nam khát khao chiến thắng. Tay trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Hiệp hai chỉ mới được bắt đầu ít giây thôi các bạn, nhưng mà đã có bàn thắng tiếp theo. Tuy nhiên thì đây là bàn thắng thuộc về Cồn Linh, và người ghi bàn không ai khác là đội trưởng Trọng Rabona. Thank you.
Bàn thắng thứ tư thuộc về Cồng Linh các bạn. Tiến Phát. Cú đá tiếp theo là hơi mạnh. Tỷ số của trận đấu này nó hơi cao, nhưng mà do sân năm mà thi đấu mỗi hiệp tới 40 phút rồi mấy bạn. Tỷ số này cũng không có gì quá bất ngờ. So với cái trận đấu bình thường thì khoảng 15 đến 20 phút một hiệp. Nhưng mà với tính chất là do trận thi đấu giao hữu, các bạn trẻ của chúng ta muốn có được nhiều thời gian để thử sức cùng với nhau. Nhờ những giải đấu này thì dòng trôm mới tuyển chọn ra được những cầu thủ nổi bật và thi đấu tốt những ở các vị trí trong sân nha các bạn. Dòng trôm không phải là không có lực lượng và nhân sự về môn bóng đá so với những huyện khác của địa bàn tỉnh Bến Tre, nhưng mà vẫn chưa có một cá nhân nào có thể tập hợp lại được hầu hết các cầu thủ và giúp cho họ hướng về một mục tiêu chung cho đội bóng của huyện nhà Dòng Trơm các bạn. Tài Con, Tiến Phát, đường truyền hay, cú đá, vừa tung ra cú đá là Nguyễn Khôi. Nguyễn Khôi cũng đã cổ vũ cho Lê Trọng trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Không vào các bạn. Đúng không? Đó là thủ thành Quốc Linh các bạn. Quốc Linh đã trả lại thay cho Quốc Bảo. Quốc Linh đã bắt trong nửa đầu của hiệp 1 phía CB. Xin lỗi Cồng Linh. Lê Trọng. Bây giờ là Tài Con. Vâng, và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ đến từ Cồng Linh. Có khi nào mà Cồng Linh sẽ sang bàn tỷ số và lội ngược dòng luôn hay không mấy bạn? Các bạn vẫn có thể hy vọng và cổ vũ cho Trọng Rabona với bàn thắng thứ 5. Bây giờ tỷ số đã được rút ngắn còn 5-11 nha mấy bạn. Thực tế nếu như mấy bạn muốn có một trận đấu chất lượng thì chúng ta nên để mỗi hiệp khoảng 15 đến 20 phút. Thì tốc độ và nhịp độ thi đấu sẽ cao. Với việc thi đấu sân năm mà đến 40 phút, các bạn sẽ mất khá nhiều thế lực vì phải di chuyển liên tục nha các bạn. Sân năm chúng ta không di chuyển là sẽ bị thiếu người, rất dễ nhận lấy những bàn thua. Hôm nay trọng tài chính thầy Minh Tài đang điều khiển trận đấu với một đôi giày mới cùng với cái còi mới luôn các bạn. Xin lỗi anh Minh Tiến các bạn. Xin lỗi anh Tiến nha. Anh Tiến vừa đầu tư đôi giày với một cái còi mới để điều khiển trận đấu này. Thành viên quan trọng của Hưng Thịnh Football Club của quê hương Dòng Trơm. Trọng Rabona. Vâng, mình đã có bàn thắng tiếp theo. CB không biết là có mafia nhúng tay vào hiệp 2 không các bạn. CB đã hoàn toàn không có sức khỏe kháng. Vừa vừa ghi bàn thắng là cầu thủ mang áo số 15. Xin lỗi 16, Thanh Bình. Xin cảm ơn Vũ Phước nha. Trận đấu của chúng ta đang được ghi hình trực tiếp tại sân bóng Châu Sport, xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trơm.
Trung Nghĩa đã có lời cổ vũ và tiếng phát cố lên nha mày. Xin cảm ơn Phạm Lê Thành Hiếu, Hiếu nhỏ. Xin cảm ơn Công Hậu, Minh Chí, Thanh Bình. Phú Lê đã vào thay cho thủ thành Quốc Linh. Phú Lê là người đặc biệt của người đẹp Thúy Hằng mấy bạn. Không phải hả? Chứ tên vậy. Và đá biệt tiếp theo. Xin lỗi mấy bạn nha. Bình luận viên mới đến chính lại là bây giờ là Trọng Phúc đã có người đặc biệt mới rồi bạn. Người đặc biệt cũng đang theo dõi trận đấu này. Trước trận đấu này, Trọng Phúc cũng đã tổ chức các giải đấu tranh John Cup diễn ra tại sân Charles Sport. Không vào, tài con. Tài con bắt hay lắm nha mấy bạn. Có thể là trận đấu sau Quốc Duy sẽ không còn cơ hội ở vị trí thủ môn. Không vào ở bên đây thì Trọng Phúc đã lần đầu tiên phải trổ tay. Chiều cao của Trọng Phúc cực kỳ lý tưởng các bạn, không hề thua kém so với những người đàn anh U17, 18 đâu. Đây sẽ là tương lai của dòng trơm, những người đàn em vẫn còn. Đàn em của Chí Dũng, Alaba, Thông Lai, Kumathan cùng với Đắc Nguyện, Barot mấy bạn. Các chân sút trong màu áo của Vật Liệu Xây Dựng Bảy Phút ở giải U18 V-Sport khu vực tỉnh Bến Tre trên khúc cà phê Đàm Ăn Đen vừa rồi. Tài con. Những thủ môn của dòng trơm ngày hôm nay đều bắt chắc chắn. Cả bốn thủ môn các bạn. Thủ thành Quốc Linh, Quốc Bảo của Cồn Linh, còn thủ thành Tài Con và Trọng Phúc phía CB Sport. Lại là Trọng Phúc. Thanh Bình. Hiệp 2 đã trôi qua được phút thứ 8 các bạn. Không vào và Cồn Linh đang rút ngắn tỷ số. Với những nỗ lực đến từ Thanh Bình. Không vào và Trọng Rabona. Ngoài việc theo dõi video live stream trực tiếp trên nền tảng Facebook Gold Airplay, khán giả và hai đại bóng có thể xem full trận đấu cùng với highlight trên nền tảng YouTube Gold Media nha các bạn. Các bạn nhớ like lại cái trang fanpage Gold Airplay, cái trang fanpage cũ Gold Media của chúng ta đã bị bay màu rồi các bạn ơi. Trọng Phúc. Không vào. Một cuộc đối đầu tay đôi giữa thủ thành Trọng Phúc và chân sút phía CB. Tiếng phát. Xin cảm ơn chị Trân Cherry. Anh học hớn hở các bạn. Quả đá vào trong. Xin cảm ơn tình ve chai. Minh ơn. Xin cảm ơn Công Hậu. Bật bóng rồi, tài con quyết định đi bóng đến khu vực dưới sân, những pha đảo chân của Tài Con. Tài Con đã buộc phải pha bóng an toàn. Bảo Heo Sữa. Trầm Rabona. Lê Trọng. Nhìn đi Trọng ơi. Bạn Trọng thi đấu hay, cũng có khả năng đi bóng tốt như là tiếng phát. Tuy nhiên thì bạn Trọng cần phải chịu khó quan sát và phối hợp giống như là tiếng phát thì mới mang lại hiệu quả nha các bạn. Bóng đá là một môn tập thể, không phải là một môn thể thao cá nhân. Vâng, và đã có bàn thắng tiếp theo. Cồn Linh đang lật ngược thế cơ ở trong hiệp 2. Đây đã là bàn thắng thứ 7, cách biệt đã được rút ngắn còn 4 bàn cho Cồn Linh. Tiếng phát. Thanh Bình rồi, người đã có bàn thắng nữa rồi các bạn ơi. Cách biệt đã được rút ngắn còn 3 bàn.
Trọng Phúc. Khả năng cao là CB cũng nhường thế trận cho Cồn Linh các bạn ở trong hiệp đấu thứ hai. Cồn Linh phải nhận lấy một bàn thua tiếp theo các bạn. Người vừa ghi bàn thắng cho CB đó là Minh Chí. Bàn thắng tiếp theo thuộc về các cầu thủ của Cồn Linh các bạn. Hai đội bóng liên tiếp ghi bàn thắng chỉ trong tích tắc mà thôi. Và cách biệt đã được nới rộng lại trở thành 4 bàn nha các bạn. Tỷ số đang là 13-9. Trận đấu hấp dẫn giữa của các quý cô đến từ trường đột cơ sở Tân Lợi Thạnh và thành phố Đồng đã được kết thúc. Không ạ. Trọng Đa Bô Đa. Đã có bàn thắng tiếp theo cho Cồn Linh. Cách biệt đã rút ngắn còn 3 bàn sau bàn thắng vừa đây. Trọng Phúc. Trọng Rabona. Những hình ảnh và khán giả đang theo dõi được ghi hình trực tiếp tại sân bóng Cho Sport, xã Thành Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sân bóng của dì Sáu Kem có nick Facebook, trang cá nhân tên là Nguyễn Thị Kem. Nỗ lực đi bóng rất quyết tâm đến từ chân sút mang áo số 7. Đây là trận đấu ở vòng đấu tháng 10 năm 2023 giải bóng đá kết nối đam mê ở sân 5 người. Với sự góp mặt của CB Sport cùng với Cồn Linh FC, Trọng Phúc. Trong hiệp 1 thì CB là đội chiếm thế chủ động hoàn toàn, kể cả thế trận và tỷ số luôn các bạn. Tuy nhiên thì bước sang hiệp 2, Cồn Linh đội bóng của Trọng Rabona đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với những liên tiếp các tình huống lập công và rút ngắn tỷ số. Cách biệt của trận đấu chỉ còn 3 bàn so với hầu hết thời gian của hiệp đấu thứ nhất vừa rồi. Xin cảm ơn các cô quý cô đến từ những trường trung học cơ sở trên địa bàn Tân Lợi Thạnh và thành phố Đông rất là nhiều. Mong rằng sẽ sớm gặp lại quý cô ở giải bóng đá do công đoàn tổ chức sắp tới vào ngày 14 tháng 10. Để chuẩn bị cho giải đấu này thì các cô của chúng ta phải thường xuyên tập luyện vào các buổi chiều. Vừa rồi là trận đấu tập luyện tại sân số 2. Khung giờ thi đấu tập luyện của các cô sẽ diễn ra vào lúc 17:30 hàng tuần các bạn. Tại sân Cho Sport của dì Sáu Kem. Trọng Rabona cú đánh đầu ngớt. Tuy nhiên thì hình như là tình huống vừa rồi Trọng chưa thật sự
chạm vào nhiều quả bóng các bạn, chạm đầu vào quả bóng. Tiếng phát không vào, chỉ có một mình Trọng Phúc mới có khả năng cản phá được những cú đá đến từ cái chân phải của Tiếng Phát. À, người dẫn dắt cho các cô ở giải đấu lần này đó là Có Thành mấy bạn. Trọng Đa Bô Ná. Bùi Lê Trọng sẽ tỏa sáng và rút ngắn tỷ số của trận đấu. Chỉ còn 2 bàn. Khá nguy hiểm, động lực của Bùi Lê Trọng. Nếu như mà Lê Trọng ngày hôm nay có thêm những sự hỗ trợ thì sẽ giúp cho Còn Linh thi đấu tốt hơn các bạn. Một mình Bùi Lê Trọng là chưa đủ để có thể chống đỡ lại sức ép liên tiếp của Nguyễn Khôi cùng với Tiến Phát. Trọng Phúc, đội hình. Đội hình chung của Còn Linh không được đánh giá cao hơn so với CB Sport các bạn. Tổ đấu của CB có phần dày dặn kinh nghiệm hơn và có thời gian thi đấu nhiều cùng với nhau. Vẫn là các cầu thủ đến từ CB. Để bóng vào trong. Đã có có bàn thắng tiếp theo các bạn. Tỷ số đã được rút ngắn, chỉ còn 2 bàn cho Còn Linh. À, xin lỗi, 1 bàn thôi bạn. Tỷ số đang là 12-13. Cơ hội. Xin chào bạn trung hậu của dòng trơm. Đường chuyền quá sâu. Đường chuyền dành cho đội trưởng Bùi Lê Trọng. Xin cảm ơn Huy Trần, Trung Nghĩa, Hữu Danh, Phạm Huy. Và Trọng Rabona sẽ mang 2 đội bóng của chúng ta quay về và xuất phát với bàn thắng vừa rồi các bạn. Bàn thắng sẽ sang bằng tỷ số trận đấu thành 13-13. Và tuy nhiên thì Tiến Phát đã không để cho điều đó xảy ra các bạn. Mười bốn mười ba. Tỷ số đang nghiêng về CB Sport. Tuy nhiên thì trận đấu của chúng ta đã trở nên cân bằng hơn trong hiệp đấu này. Cách biệt chỉ còn 1 bàn thôi các bạn. Dì Sáu cũng rất là hài lòng với màn trình diễn vừa rồi của Còn Linh. Một trận đấu mà nghiêng về bên một đội nhiều quá cũng không còn hấp dẫn đấy bạn.
Trọng Ra Bona. Trọng Ra Bona bây giờ đang chờ đợi. Không còn nhiều áp lực đè nặng lên đôi chân. Không có một đường chuyền các bạn. Tình huống vừa rồi là hơi cá nhân. Nếu như thực hiện đường chuyền dành cho Trọng Ra Bona thì có lẽ là bàn thắng sang bàn tỷ số. Trọng Ra Bona! Trọng Ra Bona lại tiếp tục có được bàn thắng sang bàn tỷ số bằng cú đánh đầu cận thành 14 đều. Trọng Ra Bona Tiến Phát. Trước đó thì Tiến Phát đã nâng tỷ số lên thành 14-13 các bạn, sau khi Trọng Ra Bona cân bằng tỷ số 13 đều. Xin cảm ơn Phạm Huy Huy Trần. Huy Trần đã có lời cổ vũ dành cho trọng tài chính Minh Tài. Cảm ơn Hữu Danh. Xin cảm ơn bạn Hậu. Nguyễn Khôi. Nguyễn Khôi là một trong những khách hàng thân thuộc của dì Sáu nha bạn. Vẫn còn. Vẫn còn đã có bàn thắng các bạn ơi. Sẽ làm nơi hàng phòng ngự của Còn Linh đã phải trả giá quá đắt, không có một ai theo kèm chân sút phía CB trước tình huống đối mặt với Thu Thành Trọng Phúc. Mười lăm mười bốn các bạn, nghiêng về CB Sport. Và bàn thắng thứ hai bàn đầu của Trọng Ra Bona. 15 đều. Quá nhiều bàn thắng ở trong được ghi ở trong trận đấu này các bạn, có đến 30 bàn. Chiều tối nay mà bình luận viên về làm highlight với video bàn thắng cũng rất là vất vả luôn bạn ơi. 30 bàn rồi. Một trận đấu không tưởng luôn các bạn. Một trận đấu không hề thua kém gì với so với cái trận đấu bóng chuyền. Trọng Phúc. Ở sân số 2 cũng đang diễn ra trận đấu của các bạn trẻ ở Tân Lợi Thạnh, Tân Hào và Thạnh Phú Đông nha các bạn. Trận đấu cũng diễn ra song song với trận đấu tại sân số 1 của dì Sáu Kem. Ở sân Cho Sport là lực lượng học sinh ủng hộ cho dì Sáu rất là nhiều mấy bạn. Không vào. Tài con. Tiến Phát. Không hề có lỗi, đó là một pha cản phá trúng bóng các bạn. Tuy nhiên tình huống tranh chấp đã khiến cho Tiến Phát bị ngã. Nhưng mà đó là một pha bóng hợp lệ. Đường chuyền quá dài. Thời gian gần đây là không gian mạng đang nhắc tới chị Dung sát thủ nhiều rồi, nhiều lắm nha mấy bạn. Khuyên cho mấy bạn nữ là đừng có đeo vàng quá nhiều khi đi ra ngoài. Chị Dung sát thủ chỉ có 92 nhát mà thôi. Tiến Phát. Nguyễn Khôi.
CB đang tung hết sức ra để thi đấu các bạn. CB đã không nhường thế trận cho đối thủ giống như là nửa đầu của em hai. Bây giờ thì Tiến Phát mới bắt đầu thật sự thi đấu hết sức cùng với các người đồng đội. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng Trọng Phúc và Trọng Rabona có thể chống đỡ được sức ép liên tiếp của CB Sport hay không. Nhưng trước đó thì chúng ta cũng phải có lời ngợi khen cho đại diện của Cồn Linh. Đó, thi đấu bóng bên trong vào và lần đầu tiên ở trong trận đấu này mà Cồn Linh đã vươn lên dẫn trước đối thủ của mình CB Sport các bạn ơi. Người giúp cho Cồn Linh có được bàn thắng thứ 16 đó là Minh Nhật. Cầu thủ mang áo số 12 Võ Minh Nhật các bạn. Trọng Rabona cùng với Bùi Lê Trọng Phúc đã được đền đáp bằng một quả ngọt. Cồn Linh tuy không được đánh giá cao và để cho đối thủ có thể trận lấn lướt trong hầu hết thời gian của hiệp 1 và cả hiệp 2. Tuy nhiên thì Trọng Rabona Minh Chí các bạn ơi, Minh Chí sẽ đối đầu cách biệt cho Cồn Linh lên thành 2 bàn. Mười bảy mười lăm. Tiến Phát có thể là Cồn Linh nhường thế trận cho CB trong hiệp một nha mấy bạn. Cồn Linh đã đánh lừa khi mà không để cho Trọng Phúc được bắt chính. Sự có mặt của Trọng Phúc đang quá giải được rất là nhiều những tình huống tấn công và các cú dứt điểm. Tài con lại một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng rồi các bạn ơi. Thanh Bình là người ghi bàn. Quay lưng lại. Số 17 không có tên trong danh sách mấy bạn. Hồi nãy bình luận viên nhắc Thanh Bình là do bạn này mặc quần số 16, tưởng đó là Thanh Bình. Tuy nhiên là bình luận viên cập nhật lại số 17 không có tên trong danh sách. Đó là Khánh Trung các bạn. Có thể Khánh Trung là sự bổ sung trong hiệp đấu thứ 2 nên đã chưa thể cập nhật. Vâng, và đã có bàn thắng tiếp theo. Trọng Rabona đang cùng với những người đồng đội của mình có một cuộc lội ngược dòng không tưởng các bạn. Quốc Bảo, Tiến Phát, chuyền đi Phát ơi. Tiến Phát đang giống với Trọng Rabona ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Trọng Rabona đã chịu khó thực hiện những tình huống phối hợp nhiều hơn. Và điều này đang giúp cho Cồn Linh dẫn trước CB Sport luôn nha các bạn. Chỉ cần thay đổi về tư duy và chiến thuật của chúng ta thì lập tức Cồn Linh đã có được lợi thế trong hiệp thi đấu còn lại. Minh Chí, Tiến Phát, đường chuyền trước đó là của Đăng Khoa. Đăng Khoa và Minh Chí.
Vẫn còn. Đã có bàn thắng rồi các bạn ơi. Trọng Phúc. Và Minh Chí là người ghi bàn. Đậm ra bộ na. Minh Chí. Lê Bên. So với Cộng Linh thì CB có một tổ đấu rất là chất lượng các bạn. Như là Tiến Phát, Nguyễn Khôi, Lê Bên cùng với Minh Chí. Xin chào anh Huy Mát cùng với những anh em thân thiết của mình ở phía thành phố Cái Mít FC các bạn. Những anh em thân thiết của dòng Trôm. Tiến Phát, đội trưởng của CB đã được cho ra nghỉ. Đây là cơ hội cho Đồng ra bóng đá. Đồng đội của Trọng đâu rồi? Tuy còn Linh là thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2 nhưng mà đội bóng này vẫn chưa thể hiện rõ được lối chơi của mình. Những bàn thắng. Vâng, vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ đến từ CB các bạn. Cầm ra Bona. Trận đấu ở sân số 2 đang diễn ra rất là kịch tính luôn các bạn. Quốc Khánh. Những người bạn của Công Hậu. Thời gian của hiệp 2 cũng không còn nhiều các bạn. Chúng ta cùng chờ đợi xem CB hay là Cồn Linh sẽ bảo vệ được thành quả của mình. Trọng Rabona. Trọng Rabona đã thực hiện được gì sớm hơn trước khi ba chiếu hồng vây quanh cầu thủ ở phía Cồn Linh. Khả năng rơi đá bóng của bạn Trọng rất là tốt, tuy nhiên là không nên quá lạm dụng nha Trọng. Xin cảm ơn Võ Thị Thúy An. Xin cảm ơn anh Đường Bá Nguyễn. Đội trưởng Tiến Phát vẫn chưa hiểu tại sao mà đội nhà lại đánh mất đi thế trận trời hai các bạn. Tiến Phát vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Một cơn ác mộng cho CB Sport ở hiệp 2. Có thể là anh Huy Mắc vào sân mới cứu được đội nhà thôi các bạn. Anh Huy Mắc được đặt nickname mới là anh Huy Nana. Trọng Rabona. Mấy anh em dòng Trôm rất là yêu bóng đá. Không phải mấy anh nam mà mấy chị nữ, các bạn học sinh luôn.
một tình yêu bóng đá cực kỳ to lớn của quê hương Dầm Trâm. Những người đàn anh của các cầu thủ CB Sport hay là Cộng Linh như là Đắc Nguyễn Barros cùng với Chí Dũng Alaba hay là Thông Lai Kumathan đều đá rất là hay trong ảo vật liệu xây dựng 7 phút các bạn. Tiền thân đá bóng trước của Dòng Trôm đó là Trung Sport, cũng là đội đương kim vô địch và bóng đá U18 V-Sport toàn quốc khu vực tỉnh Bến Tre. Điều này cũng chứng tỏ rằng Dòng Trôm không thiếu về những tài năng của môn bóng đá nha các bạn. Không vào ở giải đấu và các trận đấu gần đây thì bình luận viên nhận thấy các thủ môn của Dòng Trôm đều rất là tốt. Bốn thủ môn ở trong trận đấu này đó là thủ thành Quốc Linh, Quốc Bảo cùng với thủ thành Tài Con và thủ thành Quốc Duy. Trọng Phúc nữa các bạn. Quốc Duy. Minh Nhật. Bảo Lê Bình. Không phải, đó là Bảo Ân. Minh Nhật trọng ra Bona. Cái tình huống vừa rồi là trọng ra Bona chỉ cần thực hiện đường chuyền căng ngang là thành bàn các bạn. Ở góc sút vừa rồi chúng ta dứt điểm cũng không có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng mà chúng ta thực hiện đường chuyền thì người đồng đội lại đứng trước vào khung thành trống. Trọng Phúc sẽ càng phá chuyền qua phần góc tiếp theo. Xin cảm ơn anh Phạm Huy, anh Huy Nana mấy bạn. Xin cảm ơn chị Võ Thị Thúy An. Xin cảm ơn Nguyễn Khôi. Vâng, vậy là đã có bàn thắng dành cho CB. Bên Lê là người ghi bàn các bạn. Theo tỷ số của bình luận viên cập nhật là 18 đều. Không biết là có đúng hay không anh Minh Tài. Vẫn còn. Trọng Ramona. Theo thông tin cập nhật là Cộng Linh đang dẫn trước CB với tỷ số là 21-18 nha bạn. Hồi nãy là có những bàn thắng diễn ra quá nhanh, bình luận viên không có kịp thời cập nhật nhờ thầy Tiến đóng mấy bạn, thầy Minh Tiến hỗ trợ cho bình luận viên. Thành Tiến hôm nay là phải đầu tư một đôi giày với một cái còi để có thể hỗ trợ cho mấy bạn của Cộng Linh và CB. Minh Nhật. Thời gian trong hiệp 2 cũng không còn nhiều đâu mấy bạn ơi. CB phải quyết tâm hơn nữa. Tuy nhiên thì bây giờ đội trưởng của CB là Tiến Phát đã rời sân rồi. Rất hay. Và xử lý của Minh Nhật. Tiến Phát cho rằng một số cầu thủ đã thi đấu chưa thật sự tập trung. Bảo Ân. Không vào. Nỗ lực dứt điểm của Bảo Ân. Xin cảm ơn Triệu Trọng Phúc. Triệu Trọng Phúc đã có lời nhắn số 14 Minh Chí, sao mà làm biến di chuyển quá vậy. Xin cảm ơn Trọng Phúc. Vẫn còn Minh Chí. Trọng Rabona. Trọng Rabona. Quốc Duy vừa có một tiểu xảo mấy bạn.
khá nguy hiểm. Tiểu xảo của Quốc Nhi đã quá giải đi đạt tấn công vừa rồi, đánh từ còm lên. Nguyễn Khôi, không vào. Vâng, xin cảm ơn anh Huy Trần cùng với anh Huy Nana. Nãy giờ là hai anh bình luận ở trên nền tảng God F Play và cũng đã có mặt giống như là lời hứa các bạn. Những người anh em thân thiết của dòng trơm. Bình luận viên cũng đã có cơ hội gặp anh Huy Nana cùng với anh Hữu Nhân ở trận chung kết giải bóng đá Nam tỉnh Bến Tre giữa Mỏ Cày cùng với công an tỉnh các bạn. Tài con bây giờ là muốn thi đấu trên hàng công rồi các bạn ơi. À, Quốc Di. Trọng Rabona. Rất nỗ lực. Các bạn cố gắng hết đấu hết mình đi. Không cần mấy bạn biết đá tốt hay không tốt, mà sau mỗi trận đấu là có 60k là ok rồi. Không vào. Vâng, mình đã có bàn thắng các bạn. Trọng Phúc đã không thể cản phá được, cũng đã bằng mũi dài. Quá tốt đến từ chân sút của CB. Tuy nhiên thì liệu rằng trong thời gian còn lại CB có thể sang bàn tỷ số được hay không? Cách biệt đang là 2 bàn. Trọng Rabona. Đây đã là phút thứ 43 của trận đấu rồi các bạn. Cách biệt đang là 2 bàn. Nãy bình luận viên nhắc là mỗi hiệp là 40 phút. Tuy nhiên là có thể hơn nha các bạn. Với tính chất là một trận giao hữu thì bình luận viên cũng như là tổ trọng tài và chủ sân cũng tạo điều kiện hết mình cho các cầu thủ trẻ của chúng ta có được cơ hội thi đấu và được quay hình trực tiếp các bạn. Vâng, vậy là thầy Tiến Đống sẽ cho hiệp 2 được kết thúc. Xin chúc mừng cho cầu Linh của Trọng Rabona cùng với Trọng Phúc cùng với người đẹp Thúy Hằng sẽ giành được chiến thắng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những lâu tiếp theo.